Hôm nay các bé thiếu nhi đến tập múa lân mini nhá. Bắt đầu. Rất đẹp. Hôm nay các bé này từ 8 đến 9 tuổi. Đó, thấy chưa? Rất hay. Rồi, ok. Lắc cho nào, tắm mắt đi. Ngồi xuống, duỗi chân. Duỗi chân. Chớp nhẹ mắt, duỗi chân. Đấy. Rồi, lên lắc đầu. Đúng rồi. Lên đùi, ok. Rồi. Lắc đầu đấy vậy. Trời, đó cũng đẳng cấp luôn. Ấy, quá đẳng cấp. Rồi, tung 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 tung. Hey. Tung 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 tung. Hey. Tung 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 tung. Hey. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Ok, đẳng cấp. Đó, đây đợi một lần nhí của Hưng Đại. Sẽ hứa hẹn cho một mùa trung thu thật là tuyệt vời. Ok, chào tất cả mọi người.